Thưa quý vị, chiều 30 tháng 8 năm 2023, thông tin từ Công an huyện Thuận Châu thuộc tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang ông Lường Văn Hinh, 43 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, và ông Sùng Nhìa Thào, cũng 43 tuổi, trú tại huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Thuận Châu đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ tỉnh Điện Biên về địa bàn xã Mường Bám để tiêu thụ, nên lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thuận Châu xác định ông Lường Văn Hinh là người móc nối với những người ở Điện Biên để trực tiếp giao dịch mua bán ma túy. Đáng chú ý, ông Hinh được cơ quan công an xác định chính là cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Bám thuộc huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, để tránh bị phát hiện, ông Lường Văn Hinh và ông Sùng Nhà Thào bàn bạc và thường xuyên thay đổi địa điểm giao dịch cũng như cung đường di chuyển. Sau quá trình trinh sát, nắm bắt quy luật hoạt động, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 28 tháng 8 năm 2023, lực lượng chức năng bắt quả tang ông Hinh và ông Thào khi hai người này đang giao dịch ma túy tại địa phận bản Nà Hát thuộc xã Mường Bám, huyện Thuận Châu. Tại hiện trường, Công an huyện Thuận Châu thu giữ 28 túi chứa 5.400 viên ma túy tổng hợp, tổng trọng lượng là 573 gram và một xe máy, hai điện thoại di động cùng một số vật chứng liên quan. Theo Công an huyện Thuận Châu, ông Lường Văn Hinh là cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Bám. Năm 2012, ông này bị phạt tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, nhưng khi ra tù không tu chí làm ăn mà vẫn bị mờ mắt trước lợi nhuận từ việc buôn ma túy và tiếp tục phạm tội. Hiện Công an huyện Thuận Châu đang mở rộng điều tra vụ án. Những thông tin liên quan sẽ được Báo Thanh Niên liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube Báo Thanh Niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.